cực là to như cái mặt trăng cả nhà này, như cái mặt trời này này. Nó là bệnh tim mạch ha. Bệnh tim mạch đang là cái bệnh mà gây ra tỷ lệ tử vong nhiều nhất. Tai biến đột quỵ huyết áp cao nhồi máu cơ tim á, nó xếp vào bệnh tim mạch. Sau đó xếp thứ hai nó thôi là ung thư. Ung thư đáng sợ như vậy vẫn đứng sau bệnh tim mạch. Ở số 3 là liên quan đường hô hấp. Tất cả đề về COVID-19, ho, hen, phế quản đều liên quan đường hô hấp. Để chưa nha. Số 4 liên quan đến bệnh thần kinh. Số 5 tiêu hóa, tiếp theo đến thận, nhiễm trùng, tai nạn không do giao thông. Tai nạn không giao thông là tai nạn nghề nghiệp gì đó hả? Tiểu đường. Nè, cơ xương, bệnh cơ xương còn chết nhiều hơn bệnh tự sát. Bệnh tự sát còn chết nhiều hơn bệnh tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông ở tận đây này cả nhà này. Đấy. Chúng ta có ngày kỷ niệm những người tai nạn giao thông đâu ạ, mà nó còn nhỏ hơn những cái bệnh cơ xương, nó còn nhỏ hơn những cái bệnh tiểu đường, nó còn nhỏ hơn bệnh nhiễm trùng. Rồi nguyên nhân không có biết thì tại sao bị giết còn nhiều hơn biến chứng khi dùng thuốc, biến chứng khi dùng thuốc còn nhiều hơn mang thai, và chết do chiến tranh là ít bằng hạt cát trên sa mạc. Vậy chúng ta sợ chiến tranh vì sao? Vì nó đánh bùng bắt chết. Nhưng mà ta không có sợ ung thư vì nó không có chảy máu luôn, nó không có bùng phát là chết, mà nó cứ ầm 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 ý ấy, được không? Ok chưa cả nhà? Rồi vậy khái niệm, ta sẽ tìm hiểu khái niệm, được không? Khái niệm về cái ung thư thì khái niệm ung thư để dễ hiểu nhất thì người ta nhớ nha. Ung thư là nhiều bệnh, nên khi nói đến ung thư gan là tập hợp các loại bệnh về gan và các loại bệnh rối loạn trong cơ thể hết rồi, chứ không chỉ có một bệnh. Nên ung thư là tập hợp các loại bệnh, anh chị phải nhớ là ung thư là tập hợp các loại bệnh, mà ở đó vấn đề gốc của nó là gì, là các tế bào phân chia không có kiểm soát được, được không ạ? Sau đó nó xâm lấn và phá hủy sang các mô khác. Tế bào của chúng ta luôn luôn gì ạ, nhân đôi, lớn lên, được không ạ? Phát triển trưởng thành và sau đó nó chết đi, cái quy luật tự nhiên nào, sinh lão bệnh tử. Nhưng mà có một cái thằng này nó bị bệnh rồi nhưng nó không chết, đáng lẽ nó phải chết theo quy luật tự nhiên, nhưng mà nó biến thành cương thi, nó biến thành cương thi sau nó đi giết người khác, thì đó gọi là ung thư, được không ạ? Nên là các tế bào chúng ta phân chia không kiểm soát được, vậy là nó xảy ra từ sự bất ổn từ bên trong gen của chúng ta nha. Có một cái đoạn gen nào đó nó bị lỗi, nó sao chép ra, đúng là nó phải theo cái quy luật tự nhiên là chết đi, mày chết đi, nhưng mà tao không chết, được không? Tao cứ lớn lên phát triển bình thường. Nếu mà tao phát triển bình thường, tao không có lây lan sang thì tao là bình thường, tao là u lành. Nhưng mà tao còn chiếm sang cái thằng khác thì tao là u ác tính cả nhà ha. Thực ra thống kê hiện tại thì có hơn 100 loại bệnh ung thư, được không ạ? Và dựa vào cái bộ phận bị để người ta thống kê. Ví dụ bị ở máu, người ta là ung thư máu. Phổi, người ta là ung thư phổi. Gan, ung thư gan. Da, ung thư da, được không ạ? Rồi gì ạ? Thận thì ung thư thận. Tuyến giáp thì ung thư tuyến giáp. Vú thì ung thư vú. Hiện tại chúng ta thống kê trong tầm khoảng là hơn 120 loại ung thư, tùy theo cái bộ phận và vấn đề chúng ta mắc để người ta đặt tên. Tên tiếng Anh lấy theo gốc của người Hy Lạp ha, người Hy Lạp là cancer. Cancer thì người Hy Lạp cổ, cancer thì người ta dịch ra là crash. Crash cả nhà nha. Crash, crash người ta gọi là con cua đó cả nhà. Có nghĩa là mình nó ở đây nhưng mà cái chân tám cái chân hai cái càng của nó sẽ tua đi nhiều nơi thì người ta gọi là con cua. Để ông ạ, nên 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 là người ta rất là sợ cái từ cancer, như kiểu là cái tua lên như mặt trời đó cả nhà nha. Và nó bắt đầu từ tiếng cổ của Hy Lạp là crash, được không ạ? Và bây giờ người ta gọi là cancer, người ta gọi là ung thư, được không ạ? Thì chúng ta sẽ chia thành hai loại ung. Đầu tiên là ung lành, hoặc người ta gọi là u lành. U lành thì phát triển tại chỗ, phát triển rất chậm, không có xâm lấn và không có di căn. Nó có ranh giới vỏ bọc với bên ngoài, được không ạ? Nó có cái vỏ bọc, nó có thể mềm hoặc cứng, và ta bóc đi là ok, bóc đi là xong nha, bóc đi là xong. Nó có thể mọc lại nhưng mà nó không gây ra nguy hiểm. Thứ hai là người ta gọi là ung ác tính ha, hoặc là gọi là u ác á. Thì cái thằng này nó phát triển rất là nhanh, không động nó thôi, động nó phát triển rất là nhanh, được không? Nó không có ranh giới rõ ràng với cái bộ phận bên cạnh nha, không rõ ràng. Nó có thể di căn và xâm lấn theo các con đường bạch huyết và mạch máu tới các bộ phận khác, đấy chưa cả nhà? Nhưng cả nhà phải hiểu u lành là bóc đi là có thể ok, phát triển rất là chậm, nó có vỏ bọc bên ngoài đàng hoàng. Còn u ác thì nó phát triển rất là nhanh, không có ranh giới rõ ràng, nó có thể di căn xâm nhập và theo đường mạch huyết và đường mạch máu tới các bộ phận khác. Ok chưa cả nhà?
Cả nhà hiểu đó, phải bắt đầu hiểu đó, phải ung thư rồi, cả nhà đến chữ ok. Vậy vấn đề là làm sao để mình cho cái gen đó nó không có bị bất ổn, được không? Rồi, thì cả nhà có thể nhìn đây. Ở đây là quá trình phân chia tế bào, tất cả các tế bào của chúng ta đều lớn lên và phân chia nha, tất cả luôn. Tế bào khỏe nó nhân, nó nhân 2, nhân 4, nhân 2, nhân 4, à thấy cái thằng này lỗi thì trật tự gen của chúng ta nó sẽ chết đi, tự nổ, tự chết, được không? Không có bạch cầu, các thứ nó sẽ hốt rác, hốt cái thằng này vứt đi, được không? Còn thằng này, ok, nối, thằng này nối rồi. Không có tự chết, được không? Không có tự chết mà nó vẫn phát triển từ cái lỗi đó luôn. Từ cái lỗi đó luôn. Và nó phát triển một cách không có kiểm soát được. Anh chị cứ nhớ đấy, à, 2 lên 4, 4 lên 8, cái này lỗi, chết. Nhưng mà thằng này không có chết. Đẻ tiếp, đẻ tiếp, đẻ tiếp. À, thì đó là tế bào ung thư nha. Thì cả nhà nhìn bên A. Cả nhà nhìn đây. Nên hình cho bạn hình dung được. Đây là u lành tính, được không? Thì nó phát triển như một tế bào bình thường. Nó phát triển chậm hơn, được không ạ? Nó có vỏ bọc và có ranh giới rõ ràng. Đó. Nó không xâm lấn, nó không có đi theo hệ thống mạch máu hoặc là mạch huyết để đi tới chỗ khác. Nhưng mà cái thằng ác tính này, được không ạ? Bề mặt của nó rất là dị dạng, tào lao cả, đúng không? Bắt đầu nó xâm lấn chân nó sang theo cái khác. Nó xâm lấn vào mạch máu, nó xâm lấn vào mạch huyết, được không ạ? Một vài chỗ nó hoại tử luôn này. Đó. Thì tế bào nó sẽ bất thường về hình dạng kích thích. Nó không có cái hình, nó có bọc, nó không có rõ ràng gì, trông nó rất là xấu xí, được không? Lên anh chị mà hay tiêu cực, anh chị mà hay buồn bã, anh chị hay làm việc xấu, anh chị hay nghĩ về ác á, thì rất dễ nguy cơ ung thư. Vì thằng ung thư nó rất là thích nha. Nó như kiểu là một cái con ma trong cơ thể chúng ta nha. Nó điều khiển chúng ta kiểu kiểu vậy á, được không ạ? Nhìn nó rất là xấu xa mà, đúng không cả nhà? Nên mình phải tạo ra một cái môi trường từ tâm chúng ta thiện lành, đúng không? Để cho nó an nhàn từ bên trong, để cho tâm chúng ta nó tịnh trước. Vậy một vài cái thống kê để cả nhà có thể nhìn được. Hiện tại Việt Nam chúng ta đang đứng thứ 2 thế giới ha, top 2 về tỷ lệ mắc ung thư. Ở mỗi năm chúng ta có khoảng tầm 70.000 người chết và 200.000 ca mắc mới. Và đây là thống kê từ năm 2014 nhé. Bây giờ còn kinh khủng hơn của WHO. Vậy chúng ta cứ thống kê là 70.000 người chết, trong đó có thống kê thôi nha. Vậy Thành cứ coi như là 100.000 người chết một năm đi, được không ạ? 100.000 người chết một năm, một tháng là 10.000 người chết. Chia cho 30 ngày, một ngày là bao nhiêu cả nhà? 10.000, 300 người chết, được không? Một ngày là 300 người chết, một tháng là 9.000, đúng không cả nhà? Ba nghìn chứ, đúng không? 3.000 chứ. Nói chung là rất là khủng khiếp, được không? Thì một vài cái thống kê vui vui cho cả nhà nắm được của báo luật sư cả nhà nha. À, số người chết vì ung thư ở Việt Nam Thành nói rồi, có tầm 300 người một ngày. Một tháng tầm một nhân 30, 10.000, 10.000 người một tháng. À, người ta thống kê ra cái chúng ta đang chuẩn bị chiến tranh, chúng ta vừa mới chiến tranh hôm nay ha, giải Gaza cả nhà nha. Thì trung bình người ta thống kê ra những người chết trong chiến tranh, trong cuộc chiến tranh của chúng ta là 144 người trên một ngày. Đây là số lượng trung bình. Nhưng Việt Nam chúng ta có thể một ngày có 315 người chết trên 60 tỉnh thành. Vậy mỗi tỉnh thành có 5 người chết một ngày vì ung thư. Và gia đình Thành cũng vậy, được không? Có rất là người rất là thân. Ví dụ như là ông nội Thành mất vì ung thư xương cả nhà nha. Ông nội Thành, ông Thành mất được khoảng tầm từ 212 rồi, 12 năm rồi, mất từ ung thư xương. Một cái rất là đau đớn cả nhà nha. Và lúc đó bắt đầu là mình rất là yêu ngành sức khỏe. Được cả nhà. Và mình nhìn vào điều này mình thấy con số này rất là khủng khiếp. Nó là khủng khiếp thôi, được không ạ? Nó vẫn chưa là cái gì so với bệnh tim mạch. Nên tại sao cái mình phải có cái sứ mệnh lớn hơn để cho người ta có sức khỏe nhiều hơn cả nhà ha. Rồi, vậy chúng ta thống kê về tỷ lệ ung thư cả nhà ha. Ở nam giới, ở nam giới đứng đầu là ung thư phổi, số 2 là ung thư dạ dày, số 3 là ung thư đại trực tràng, số 4 là ung thư gan,
Số 5 là ung thư vòm họng, được không ạ? Số 6 là thực quản, rồi ung thư tiền liệt tuyến. Ở nữ giới ha, chúng ta có ung thư vú, chúng ta có ung thư tuyến giáp. Ung thư vú ở nữ giới là xếp lên hàng đầu của nhà này, được không ạ? Ung thư phổi, cũng có ung thư gan, ung thư cổ tử cung, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Và ung thư vú ở nữ giới bây giờ nó đang là báo động này nha, báo động, được không ạ? Thì đây, cả nhà có thể nhìn đây là một vài cái loại ung thư thống kê theo tỷ lệ. Chị Châu chỗ đó là chứng tỏ Việt Nam nhiều người ác quá. Chúng ta tiêu cực quá, chúng ta buồn quá, được không? Thì đây là một vài cái thống kê cả nhà ha. Tâm chúng ta không có tịnh mà, được không? Làm cho chúng ta stress nhiều, tạo ra gốc tự do nhiều. Gốc tự do là một nguyên nhân chính khá là phổ biến về ung thư. Thì cả nhà có thể quan sát một vài cái dấu hiệu ung thư phổi cả nhà nha, được không ạ? Ung thư phổi, chúng ta nhìn, được không ạ? Thì chúng ta phải xem ung thư phổi nó nằm ở chỗ nào, nó nằm ở thùy dưới hay là thùy trên, nó bắt đầu di căn chưa? Thì là dưới 5 cm để cả nhà này, ung thư đến 5 cm thì bắt đầu nó chạy đi để cả nhà này. Thì ung thư phổi là một cái ung thư mà nhanh chết, dễ nhanh chết nhất cả nhà nha, cực kỳ nhanh chết, được không ạ? Giai đoạn 3 mà nó nằm ở trên gần động mạch, được không ạ? Nó nằm thùy trên này, nó dễ di căn lắm cả nhà, nhanh chết lắm. Và nếu nó ở dưới này trong giai đoạn đầu, giai đoạn 2, chị có thể cắt nó đi, cắt 1/2 cái phổi này đi cũng bình thường này cả nhà này. Là phổi trái này, được không ạ? Phổi trái thì nó sẽ có 2 thùy thôi, thùy trên thì dưới là vì nó bao cái tim. Và phổi phải thì nó có 3 thùy trên, giữa và dưới. Anh chị có thể quan sát cái ung thư cổ tử cung, được không ạ? Ung thư cổ tử cung, buồng trứng này, đó, ống dẫn trứng đây, đây. Đây là một cái ung thư cổ tử cung. Phụ nữ bây giờ cũng rất là nhiều cả nhà nha. Tình trạng ung thư cổ tử cung cũng rất là nhiều hơn. Một vài cái hình ảnh ung thư dạ dày cả nhà nhìn đây. Đây là một cái khối ung thư. Và đây là người này ung thư do dễ bị cái trường hợp là ở cái van tâm vị. Là do người ta bị trào ngược nhiều, được không? Một vài cái nguyên nhân gây ra từ virus, từ vi khuẩn HP, chúng ta bị nhiễm những con virus, rồi chúng ta bị dư acid nâu, rượu bia nhiều. Thì đây là một vài cái hình ảnh ung thư dạ dày này cả nhà có thể quan sát. Đây là một vài hình ảnh ung thư gan, được không ạ? Ung thư gan. Thì nếu mà chúng ta bị ung thư gan như này thì đúng là bó tay rồi, nó bắt đầu nó xâm lấn, nó ri căn tùm lum rồi, không còn khả năng chữa, cứu chữa rồi. Rồi một vài anh chị bị ung thư tuyến giáp, được không ạ? Đây là trường hợp chúng ta bị ở thùy gì ạ? Thùy trái ha, thùy trái. Cái này thì bác sĩ chắc chắn sẽ cắt chúng ta đi rồi, được không ạ? Nó bắt đầu nó xâm lấn to rồi ha. Rồi đây là trường hợp ung thư vú, cả nhà có thể quan sát không ạ? Thành đang có vài cái bệnh nhân và khách hàng của Thành nha, một cái vú thì nó thui lui được cả nhà nha. Thì thui lui thôi, nó chạy thui lui rồi. Nhưng mà khi mình có keo ong xanh thì nó đỡ bị viêm. Thì cái người này thì người ta có, người ta là dược sĩ, là một trong những cô giáo dạy Thành trước đây. Cô ấy có quyền không cắt và không xạ hóa trị. Thì người ta thấy được là hầu như những ung thư vú 99% đều lành tính, được không ạ? Đều lành tính. Thì bác thì cái cô này, cô ấy nói là khoảng tầm 12 người cùng bị ung thư cùng với cô ấy rồi thì hầu như đều chết hết rồi, vì đều liên quan đến xạ hóa trị. Còn riêng cô thì bây giờ cái vú nó thối lui luôn, được không cả nhà? Trước đây thì không có cái ong xanh này, nó sẽ dễ bị viêm, thì cô hay để cái khăn mùi xoa cả nhà nha. Thì bây giờ là cô đỡ bị viêm rồi, cô ấy khô hơn lại rồi, nó chỉ hơi hơi xíu xíu thôi. Thì cô vẫn sống được khoảng tầm gần chục năm nay rồi sau khi bị ung thư vú cả nhà nha. Thế đây là một cái trường hợp ung thư vú rất là điển hình. Rồi chúng ta bị ung thư vòm họng. Vậy những người hay bị ho, những người hay bị viêm họng, ví dụ Thằng rất là sợ cái này cả nhà nha, vì mình nói nhiều quá. Đâm ra sáng nào hầu như là một cái sản phẩm là keo ong xanh Brazil là Thành không có thể bỏ được. Vì mình nói nhiều thì tối nó rát là rát họng cả nhà nha. Nên là sáng mình 3 giọt, tối mình 5 giọt, mình ngậm, mình trước khi mình đi ngủ mình khò nha. Và mình không uống thuốc được rồi, mình không uống thuốc rồi nên mình cũng có sợ. Nhưng mà mình dùng keo ong xanh để mình tránh được cái ung thư vỏ họng này đi. Vậy chúng ta đã biết về ung thư rồi, chúng ta sẽ không có bàn nhiều về nó nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm nguyên nhân, được không cả nhà? Khi bị ung thư thì hiện tại trên thế giới thì cũng có một vài những công trình nghiên cứu người ta tìm ra một vài loại thuốc đặc trị nha, từ tế bào gốc, một vài cái loại mới đây để điều trị ung thư được. Nhưng mà thực sự thì nó chưa có phổ biến, mà nó mới phổ biến được một vài loại ung thư ở giai đoạn đầu, giai đoạn 2 thôi, và rất là đắt. Thì cái lời khuyên kinh nghiệm của Thành và mọi người có đồng ý với Thành là chúng ta phòng ung thư không cả nhà, đúng không ạ? Nếu anh chị chúng ta đồng ý với Thành là chúng ta phòng nhiều hơn cho nên chứ ok ha, phòng đi cả nhà nha, phòng đi. Đâu ạ, phòng đi. Cả nhà đồng ý với Thành là phòng đi. Đừng nghĩ đến chữa nữa. Chữa nó mệt lắm cả nhà. Dù
Thành đã điều trị và hỗ trợ được tầm nhiều lắm, vài trăm ca, sống được tầm 5, 7, 15 nay rồi. Mình cũng chưa dám tự tin là mình chữa được ung thư. Dù mình có những cái sản phẩm mà đã có những công trình nghiên cứu là có thể làm nhỏ và khoanh được tế bào ung thư lại, mình cũng không có tự tin là chữa được ung thư được cả nhà. Mình vẫn khuyên mọi người là phòng. Vậy trong cái biểu đồ về về tỷ lệ ung thư á, thì người ta sẽ thống kê như sau này cả nhà, này cả nhà chú ý cho dùng Thành nha. 30% là nguyên nhân ăn uống thiếu chất, nhớ này, nghèo dưỡng chất. Đứng đầu là thiếu đạm, vì đạm tạo ra hồng cầu, tạo ra bạch cầu, tạo ra kháng thể, tạo ra miễn dịch. Chúng ta thiếu vitamin, chúng ta thiếu khoáng, chúng ta thiếu chất béo tốt, chúng ta thiếu tinh bột đường, chúng ta thiếu nước. Nhớ nha, thừa chưa đáng sợ, sợ là chúng ta đang thiếu chất. Và một trong những bữa ăn lành mạnh, một vài trong những thời gian gần đây, được không? Chúng ta đang lạm dụng thực phẩm chức năng để chúng ta cắt hết, chúng ta mới bổ sung chất tinh thôi. Chúng ta nghèo năng lượng lắm, chúng ta thiếu dưỡng chất lắm. Nên người ta thống kê là không phải là thừa mà chúng ta đang thiếu dinh dưỡng để cho cơ thể này nó cần đạm, cơ thể này cần đường, cần cần tinh bột chứ biết bây giờ không cần đường rồi. Cơ thể này cần xơ, cơ thể này cần nước, cơ thể này cần vitamin và khoáng, thì mình lại nói thuận theo tự nhiên, ăn ít thôi, nhịn ăn gián đoạn đi, má ơi nhịn ăn với một vài người đặc biệt nhất thôi, trong thời gian nhất định thôi, là thì kê tốc nào thì đủ hết cái trò khỏe sao nổi, nó sẽ không gây ra bất ổn một thời gian ngắn đâu cả nhà, thời gian khác. Và người ta thấy được là cái tình trạng khói thuốc chiếm đến tận 30% với người ung thư phổi, và với phụ nữ là khói bị động, à, có chủ động bị động. Và chúng ta không thể tránh được cả nhà này, 15% yếu tố di truyền, được không? Vậy vậy ba mẹ chúng ta có nguy cơ ung thư, chúng ta sẽ dễ bị ung thư. Vậy chúng ta phải khỏe nếu chúng ta chưa có con để con chúng ta không có nguy cơ bị, được không? À, béo phì và ít vận động chiếm 5%, lên đừng để béo nữa, được không? À, vận động nó nhiều lên. Rượu bia chiếm đến 5%. Chúng ta bị nhiễm, phơi nhiễm, chúng ta có thể nhiễm độc tố, chúng ta có thể nhiễm gì ạ? Nhiễm bức xạ khoảng tầm 5%. Rồi ta nhiễm ký sinh trùng, đó, ta nhiễm vi khuẩn HP, nhiễm độc tố, nhiễm trùng 5%. Và ngoài ra người ta thấy được khoảng tầm 5% yếu tố khác. Vậy cả nhà thấy không ạ? Đừng đổ lỗi 100% do ăn uống. Đỡ mà nó có cả khói thuốc, nó có cả ăn thiếu chất, di truyền. Ok chưa? Cả nhà nắm rõ điều này rồi, cả nhà nhấn chữ ok. Nên chúng ta phải nhìn cái khía cạnh chuẩn xác nhất. Ôi trời ơi, ăn cái gì cũng ung thư nên bây giờ không ăn cái gì hết, sáng uống một cốc, bữa ăn lành mạnh thôi, chứ ăn tí cơm, tối ăn tí cơm thiếu chất ung thư trước. Được không ạ? Cơ thể đâu có miễn dịch đâu để chống lại ung thư, cơ thể đâu tạo ra tế bào mới đâu, quá trình chuyển hóa đã ok đâu. Đủ đã, đâu ăn cân bằng lên. Tại sao mình đề cao có một cái chế độ ăn tốt nhất bây giờ, chứ ăn cân bằng cả nhà nhé. Không có chế độ ăn nào tốt nhất bằng cân bằng, được chưa cả nhà? Và mình thống kê lại, được không? Để cho mọi người dễ hiểu hơn. Nguyên nhân ung thư ta sẽ chia thành hai loại, là ung thư bên trong và nguyên nhân bên trong. Bên trong thì ta sẽ có bất thường ở gen cả nhà nhé, bất thường ở gen thì có thể là do di truyền đâm ra nó gây bất thường ở gen, không tránh được. Và hoặc có thể là chúng ta có thể là số mình nó hơi đen, thành cũng có thể cả nhà nhé, có thể ung thư ngay lập tức. Trong quá trình nhân đôi, trong quá trình sao chép gen đó cả nhà nhé, DNA của chúng ta nhé, tự nhiên có một cái gen nó bị nối, nên đôi khi bác sĩ nói là gì không biết được, được đời ông trời ông chấm rồi. À, có thể do mình di truyền, có thể là quá trình sao chép nó nhầm lẫn cái DNA nào đó là bên trong, đúng không ạ? Còn bên ngoài thì có thể cả nhà, cái yếu tố có thể là chất gây ung thư, như Thành nói vừa rồi là gì, ta thiếu chất, được không ạ? Ta nhiễm phóng xạ, ta nhiễm từ trường, ta nhiễm hóa chất, ta nhiễm khói thuốc, ta bị stress, được không ạ? Ta nhiễm những cái vi sinh vật và ký sinh trùng. Vậy hai yếu tố này cần và đủ, được không ạ? Nhưng hy vọng của chúng ta sẽ tránh được cái yếu tố là bên ngoài. Còn cũng không có biết được là biết đâu ta có từ di truyền, hay mình sống rất là tốt, mình ăn uống rất là mạnh. Nhớ nha, có thể người này đi tầm soát liên tục, ăn uống chế độ cực kỳ healthy thì kể cả Thành cũng vậy thôi. Nhưng không may chúng ta vẫn có 15-20% do di truyền, cộng với cái sự sao chép trong cái một cái gen nào đó nó nhầm lẫn, thì mình vẫn có thể qua thế giới bên kia hoàn toàn bình thường, được không cả nhà nha?
chú ý thành điều này ha. Rồi, vậy về cái yếu tố di truyền này sẽ nói như sau. Nếu mà bố có gen ung thư rồi, đúng không? Mẹ gen bình thường luôn đó nha. Thì ta thấy này, 50% con cái sẽ thừa hưởng gen ung thư từ bố mẹ, chứ không phải là 15-20% nữa. Nếu bố đã ung thư thì nguy cơ con, đúng không ạ, ung thư đến 50% luôn. Nên ta chú ý nha, hạn chế tối đa, đúng không ạ? Và người ta liệt kê ra có, đúng không ạ, khoảng tầm 18 loại ung thư có tính di truyền cao. Cả nhà chú ý ha. 1,7% ung thư láo, đúng không ạ? 3,3% ung thư tuyến giáp có tính di truyền. Khi người bị ung thư vú thì 12,3% có tính di truyền. Ung thư phổi cũng phải là 12,3%. Ung thư ruột, ha, ung tiêu hóa là 10,6. Ung thư dạ dày là 6,1. Ung thư tiết tiền luyện là 7,5. Ung thư gan là 5%. Ung thư cổ tử cung là 3,3. Ung thư tuyến tụy ít hơn là 2,7 thôi, cũng có tính di truyền cả nhà nhé. Ung thư hạch là 3 chấm. Ung thư thực quản là 3,4. Ung thư thận là 2,4. Ung thư da là ít nhất là 1,7 cả nhà nhé. Ung thư bàng quang là 3,2. Ung thư bạch cầu là 3,2. Hai các loại ung thư ít di truyền nhất nè, có ít. Một là ung thư tuyến thượng thận chỉ có 0,0004%. Và ung thư tinh hoàn, nếu mà bố bị ung thư tinh hoàn thì chỉ có 0,4% di truyền cho con thôi. Còn ung thư tuyến thượng thận thì hầu như là không có, chỉ có 0,004%. Nên ta phải cố gắng bảo vệ cho chúng ta, đúng không? Để đỡ cho cái dòng tộc chúng ta, cho cái thế hệ con cháu chúng ta đỡ bị ung thư. Cả nhà đồng ý không ạ? Rồi, đây là 18 bệnh ung thư có tính di truyền. Vậy cả nhà cùng quan sát đây ha, cái môi trường bây giờ tránh sao được? Được không ạ? Chất độc hại, ha, bãi rác, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất. Chúng ta nhiễm kim loại, chúng ta nhiễm vi khuẩn, chúng ta nhiễm trì, chúng ta nhiễm arsen, chúng ta nhiễm cadmium. Trong đó arsen là cái yếu tố gây ung thư nhiều nhất. Anh chị có thể kiểm tra qua bằng máy lượng tử, hoặc anh chị đi xét nghiệm. Được không? Anh chị đi xét nghiệm. Hoặc anh chị có thể quan sát bằng cái kính hiển vi soi mao mạch để bên trong cái hệ thống gì ạ? Độc tố trong cơ thể của mình hàng ngày nó vận chuyển ra sao, nó trôi nổi như thế nào. Thì anh chị biết được là đó cũng là những yếu tố nó ra tăng cái nguy cơ bất ổn trong cơ thể chúng ta, ra tăng nguy cơ ung thư. Rồi chúng ta nhiễm rất nhiều từ những cái hóa chất độc hại từ thực phẩm, được không ạ? Cái gì cũng có thể gây ra yếu tố ung thư luôn. Nên là ăn cũng chết mà không ăn cũng chết, được không ạ? Nên cách tốt nhất bây giờ là chọn từ những nguồn thực phẩm có gì? Có bảo hành, được không? Quả cà chua thích chín thì chín, quả mít thích chín thì chín, quả dưa thích đỏ thì đỏ, quả chuối xích xanh thì xanh, quả gì cũng có, quả đu đủ cũng có, được không ạ? Rồi thực phẩm thì bẩn, đúng không ạ? Trời ơi, cái tình trạng này đáng báo động, con tôm, con cua, con cá, cái tim gì hết ạ. Nên kinh nghiệm của Thành, chọn chỗ nào an tâm mà mua, trồng được thì tốt, nên mua ở quê, ăn đến đâu mua đến đó, được không? Thực phẩm là phải sống, thực phẩm là phải thơm, thực phẩm là phải tươi, thực phẩm là phải ngon. Ok chưa cả nhà chú ý thành điều này ha. Rồi ta nhìn ha, chúng ta lạm dụng những cái thức ăn nhanh, lạm dụng đồ hộp, lạm dụng chất lưng vị, lạm dụng dầu ăn công nghiệp. Kinh nghiệm của Thành là đồ chiên xào rán quá nhiều, mỡ chiên đi chiên lại gia tăng nguy cơ gây ung thư rất cao, đúng không ạ? Những tránh tối đa những cái gì liên quan đến hộp, tránh tối đa liên quan đến vỏ, tránh tối đa những cái gì liên quan đồ ăn nhanh thì hạn chế ra, đúng không các nhà? Và người ta thấy được là uống rượu bia, đúng không ạ? Việt Nam chúng ta xuất khẩu gạo top đầu, cũng là top nước chúng ta gì ạ? Tiêu thụ rượu bia trên thế giới, đúng không ạ? Thì đây là nó ra tăng nguy cơ ung thư gan, ung thư dạ dày, đúng không ạ? Thì cái gan bình thường thì những người uống rượu bia thì 10 đến 15 nó sẽ các quá trình diễn biến nó sẽ nhanh hơn nha. Thì trong đó Thành cũng có một phần là giúp cho doanh thu của rượu bia Việt Nam tăng, đúng không ạ? Tại uống rượu bia nhiều quá. Uống rượu vừa thôi, bia vừa thôi, 1-2 chén này, đó thì không sao. Ta uống say bí tỉ ha. Một lần chúng ta say bí tỉ là một lần viêm gan. Và người ta thống kê ra là với nam giới thì khoảng tầm hơn 200 lần viêm gan là ta sẽ đến sơ gan. Cả nhà nha, ha, hơn 200 lần viêm gan là đến sơ gan. Một lần chúng ta giận chồng sôi máu mắt là bằng một lần say rượu. Đó, bằng một lần say rượu á. Lên theo cả nhà có lên stress, cả nhà có lên giận chồng, cả nhà có lên bực tức ai không?
mình cũng đang đầu độc chính cơ thể mình đó. Đúng không? Hại như mình uống rượu á. Vậy phụ nữ đâu có rượu bia gì đâu mà phát ung thư dạ dày, ung thư gan. Thì do ăn uống, do stress. Đúng không ạ? Do ta bực tức nhiều quá, nó cũng gây ra nha. Rồi khói thuốc lá. Đúng không ạ? Ở trong khói thuốc lá thì người ta thấy được khoảng tầm hơn 3.000 chất độc. Gia tăng nguy cơ ung thư phổi ha. Ung thư vòm họng rất là nhiều. Thì có nhiều người người ta nói là gì? Đầy người không hút thuốc cũng ung thư phổi kia đấy. Đúng không ạ? Nhưng mà người ta thống kê ngược lại thì hầu như những người ung thư phổi đều liên quan đến khói thuốc. Thì một thời gian vừa rồi Thành có điều trị rất là nhiều người ung thư phổi, nó liên quan đến ba cái cả nhà này. Một là liên quan đến khói thuốc. Hai là liên quan đến khói gì đó, thường thường là khói lò. Những người nấu rượu, những người làm bánh cuốn gì đó liên quan đến khói lò. Ba là liên quan đến nhà máy hóa chất. Thì hầu như những người đã ho thì sau này cực kỳ dễ ung thư phổi. Một vài chị ở Bắc Giang đó nha, có chồng bị mất đó, là làm trong nhà máy hóa chất gì đó. Thành điều trị một cái ca bệnh nhân là nấu rượu cả nhà này, đã hít cái hơi rượu nha, và bị ung thư phổi rất là cao ha, do cái khói thuốc đó. Bắt đầu sinh hoạt chúng ta thay đổi. Thì một vài công trình nghiên cứu gần đây, thừa cân béo phì và stress gia tăng nguy cơ thay đổi. Và người ta làm một cái thí nghiệm từ cái bức xạ điện trường. Bức xạ điện trường gia tăng nguy cơ cái bất đổi gen á. Thì chúng ta kiểm tra cho cái máy lượng tử cả nhà nha. Nó sẽ làm cho cái gen của chúng ta hoạt động không còn hiệu quả trong trình sao chép nữa. Và người ta làm một cái công trình nghiên cứu ở cái con chuột bạch cả nhà. Chuột thí nghiệm á nha. Là cái ánh sáng xanh á, ánh sáng blue light này, cái này ánh sáng từ điện thoại bức xạ điện tử này. Có thể là mấy bữa nữa Thành sẽ mua này, vì bữa này năm nay mắt cũng hơi kém rồi, sẽ mua một cái kính để đeo để hạn chế ánh sáng xanh và tia UV. Thì người ta thấy được là cái ánh sáng xanh nó sẽ gia tăng nguy cơ thoái hóa cái điểm vàng ở đáy mắt để ta cận hơn, nhưng mà nó cũng là yếu tố gia tăng nguy cơ ung thư. Vậy trẻ em tiếp xúc với điện thoại vừa làm hại mắt, vừa làm nhiễm bức xạ điện trường, nhưng cái ánh sáng xanh đấy có thể gia tăng nguy cơ ung thư. Và đó là một vài công trình nghiên cứu gần nhất ở đây ha, Thành mới được đọc. Và hôm nay cảnh báo với mọi người, được không ạ? Những cái nước rửa bát, những cái kem chải răng, những cái nước rửa tay, những cái nước lau sàn là những kẻ thù âm thầm gây ra ung thư cho chúng ta, mà chúng ta nghĩ. Những cái chất nào có cái đầu lâu á là có nguy cơ ung thư. Trong đó amoclorua, chilosan, được không ạ? 1.4 dioxit, clo, DSA, được không ạ? Chất tạo đặc formaldehyde, ammoniac. Một đứa bé học lớp 5 nó có thể pha được nước rửa bát. Và rất là nhiều cái vụ mà bị nhiễm độc do những cái nước rửa bát không sạch. Và bây giờ các bot của Việt Nam chỉ cần vài triệu thôi là tạo ra một cái thương hiệu nước rửa bát. Và nước rửa bát nó không có chết ngay đâu cả nhà. Chúng ta lại dùng những cái bát đẻo hoa, rồi bát không có tốt nha. Thì ra rửa bát nó không có sạch, đâu nó là chất hóa học, nó ngấm vào đó. Nó ngấm vào trong những cái lỗ hổng của cái gốm sứ, nó phải trên 4.000 độ cả nhà nha. Nó mới không còn nhiều lỗ hổng. Và khi ta chan canh, ta chan nước lóng vào. Chưa có nói là ta dùng những cái bát mà có loại 39.000, đúng không ạ? Nên dùng gì thì dùng, kem chải răng, nước rửa bát, nước rửa chén, nhà Thành phải dùng sinh học. Nhiều chị tiếc, ôi giời ơi, dùng Omo, Sanai, các thứ đều được, tùy anh chị thôi. Nhưng đây là người ta nghiên cứu ra rồi cả nhà nha. Đúng không ạ? Đây là một vài những cái tờ báo ở Đài Loan. Do cái chilosan có rất là nhiều trong kem chải răng, có rất là nhiều trong nước rửa bát, có nhiều trong nước lau sàn, trong nước rửa chén, đúng không ạ? Gây ung thư nha. Tại Hồng Kông trong tháng 8 năm 2015, đối mặt với dư luận, và anh chị còn nhớ, Thành còn nhớ năm 2015, khắp các đường làng ngõ phố có dán cơn gas total gì đó, Thành cũng nhớ chăm chăm, có nghi ung thư. Thì các nhà khoa học ở đây người ta sẵn sàng, người ta lên tiếng đây cả nhà này, đúng không ạ? Người ta nghiên cứu không biết hiểu tại sao một đợt thời gian, và người ta tìm ra nó chính chất cái trong chất chilosan, ha, chất chilosan, chất để làm sánh, làm trắng, làm sạch răng á nha. Nó có nhiều trong thuốc diệt chuột. Và đây cả nhà nhìn đây. Đúng không ạ? Chilosan nó sẽ làm ra mòn hết cả những cái răng này và gia tăng nguy cơ ung thư. Đấy ạ, tại Hồng Kông. Và ở một vài những cái loại lấm mốc siêu vi vi khuẩn virus, ví dụ như là vi khuẩn HP gia tăng nguy cơ ung thư dạ dày.
rồi những con HPV, rồi những con nao, những con trùng, đúng không ạ? Rồi những con sán gì đó. Vậy chúng ta phải đảm bảo cho chúng ta hạn chế tối đa nhiễm ký sinh trùng, nhiễm siêu vi ABC. Rồi phụ nữ thì hạn chế tối đa nhiễm con HPV để gia tăng cái nguy cơ ung thư cổ tử cung. Nha. Thì đây là chúng ta rất là dễ nhiễm những con này. Và thành đề cao và gạch chân cho cả nhà, đó là chúng ta nhiễm bao tử vi lấm, được không ạ? Đó chính là nấm mốc cả nhà nha. Nên nếu có một cái chất gây ung thư nào mà trước đây thì Thành thấy được là các bà vẫn bỏ, nhưng mà thành đi nói nhiều, Thành chia sẻ nhiều, các nhà chú ý này này, đó chính là aflatoxin ha. Aflatoxin, nếu có một cái gây là gây ra suy thận nhanh nhất, gây ra ung thư nhanh nhất, thì Thành nói là chính là aflatoxin. Aflatoxin là cái gì? Đó chính là nấm mốc đó cả nhà này. Hình dạng nó như này này, nó cực kỳ độc, nó gây ra suy thận ngay lập tức, nó sẽ gây ra bất ổn gen ngay lập tức. Nó là một độc tố, nó là một độc tố vi lấm được sinh ra bởi một loại lấm, một loài tên là Aspergillus, là một loại lấm mốc. À, có hai loại đáng chú ý nhất là Aspergillus flavus và Aspergillus parasit. Aflatoxin là độc tố do cái loại lấm này nó gây ra trực tiếp từ ung thư. Nha. Cái lấm mốc của cả nhà nha. Vậy là chúng ta chỉ cần để cái cơm của chúng ta qua đêm sau 24 giờ thôi là nó có lấm mốc rồi. Nó đấy. Chúng ta chỉ cần chiên đi chiên lại thức ăn thôi. Chúng ta chỉ cần để gì ạ? Đây cái lấm mốc này này cả nhà này. Chúng ta thấy thường xuyên này này. À, tất cả các loại lúa, ngũ cốc không có khô, đúng không ạ? Vậy thuốc Nam, thuốc Bắc chữa lấm mốc là chuyện thường xuyên. Rồi gì ạ? Các hạt ngô lấm mốc ta lại cho con gà nó ăn. Con gà nó nhiễm aflatoxin mình lại ăn vào. Con cá chúng ta cho ăn các loại ngô mốc, rồi lúa mốc, non nhiễm aflatoxin mình lại ăn vào, được không ạ? Rồi thịt cá, trứng sữa ta cho nó ăn, cái con gà nó ăn ta lại nhiễm vào. Vậy đừng ăn đồ ăn mốc. Vậy chú ý này này, một tháng cái quan trọng nhất của chúng ta là cái hũ gạo chúng ta đó nha. Ta phải làm sạch. Tay ta ướt là không được cho vào hũ gạo. Hũ gạo một tháng là phải thay một lần, lau sạch nó đi. Vì hũ gạo là một cách cực kỳ dễ sinh ra aflatoxin, vì nó rất dễ gây ra lấm mốc lạc này. Đó, cái Thành nói là những cái nào có lấm mốc là phải bỏ cả đi. Nhiều bà còn tiếc ơi giời ơi, lấm mốc có mấy hạt ăn tiếp. Không thể được. Nha, lúa, mì, ớt, hạt tiêu, rau gì đó, rồi các loại hướng dương, hạt bí gì đó, mốc là không được. Để tránh lấm mốc, để ta không có bị nhiễm aflatoxin. Cả nhà hiểu điều này không ạ? Chú ý ha. Rồi. Sau khi aflatoxin thì có rất nhiều nguyên nhân, đó chỉ là gốc tự do, đúng không ạ nhỉ? Thì gốc tự do, ta biết gốc tự do ta học rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Từ tia cực tím, từ ta bị viêm, từ hút thuốc lá, từ bức xạ, đúng không ạ? Gốc tự do đó chính là một cái loại, đúng không ạ? Là một cái tế bào hoặc là một cái phân tử nào đó, nó bị mất đi cái gì ạ? Cái điện tích electron bên ngoài. Sau đó sẽ đi chiếm cái thằng này, nó sẽ đi chiếm cái thằng này, nó đi chiếm cái thằng này, nó đi chiếm cái thằng này. Và nó sẽ gây ra một chuỗi các phản ứng. Và gốc tự do có rất là nhiều khi ta bị stress. Khi ta ngồi với nhau thế này, nó tạo ra gốc tự do khi ta stress. Cái oxy một phần còn lại trong cơ thể chúng ta, nó cũng sinh ra gốc tự do. Đúng không ạ? Nên cách tốt nhất là ta phải có một cái chất trung hòa cái gốc tự do đó. Thì chúng ta có glutathione, chúng ta có SOD, chúng ta có enzyme, chúng ta có vitamin, chúng ta có khoáng, đúng không ạ? Một vài chất có thể trung hòa được gốc tự do. Và Thành chia sẻ cái điều này ra để cả nhà biết được là gốc cái nào nó có thể gây ung thư, thì cả nhà biết được, cả nhà trung hòa nó. Và cơ thể chúng ta bị axit hóa cũng gia tăng cơ ung thư. Vậy máu chúng ta tốt nhất là từ trong tế bào chúng ta từ 7.34 đến 7.45, được không ạ? Nhưng mà hàng ngày chúng ta từ đồ ăn nhanh, stress, rượu, bia, được không ạ? Những cái loại nước nó mang cái tính axit, nó làm cho chúng ta gia tăng nguy cơ bị ung thư. Thì chúng ta phải kiềm hóa nó lại, được không ạ? Tốt nhất là ta ăn rau, củ quả, nó sống tốt, cộng với ta uống những loại nước có tính kiềm. Thì gu nhé. Và FDA thống kê là tốt nhất là uống nước trong một thời gian dài, là uống từ 7.0 đến 8.5. Khi anh chị bị bệnh, anh chị mới uống, anh chị có thể uống 9.5 thôi. Nước kiềm quá 10 là anh chị không nên uống. Cả nhà ha, chú ý nha. Thì đó, cái ngài Otto Warburg này ha, Otto này nha, ngài Warburg này á, ngài có một cái giải Nobel, đọc cho cả nhà hiểu điều này ha. Ông có một câu nói rất là hay: tất cả tế bào bình thường có một nhu cầu tuyệt đối cần phải oxy,
Nhưng các tế bào ung thư có thể sống không cần oxy mà không có một quy tắc ngoại lệ nào. Vậy Thành đọc đến đây thì theo cả nhà cần làm gì? Theo cả nhà cần làm gì? Ông được đạt giải Nobel năm 1931 nha, chứ không phải là Thành nói nha. Là tất cả tế bào bình thường có một nhu cầu cần tuyệt đối là cần phải oxy. Nhưng các tế bào ung thư không có một nguyên tắc nào cả, nó không cần oxy. Và yếu tố đầu tiên ở đây là mình phải gì? Mình phải có đủ oxy. Cả nhà nha, mình phải có đủ oxy. Được chưa? Số 2, các tế bào ung thư có tính axit, trong khi các tế bào khỏe mạnh mang tính kiềm. Thì bước số 2 là mình phải kiềm hóa cơ thể. Và cái trào lưu kiềm hóa bằng diệp lục, bằng nước kiềm, bằng ăn rau củ quả được nổi lên. Nhưng kiềm nào là kiềm từ tế bào, chứ không phải là độc kiềm từ axit dạ dày, nó mới là một vấn đề. Được không ạ? Và kiềm nó là một cái vấn đề rất là nan giải. Kiềm hóa cơ thể hay là chết không chỉ đơn giản là uống nước ion kiềm. Thì uống nước ion kiềm tự nhiên là một giải pháp tốt nhất và rẻ nhất. Nhưng nước ion kiềm là như thế nào thì ta sẽ nói về một cái chương sâu sau cả nhà ha. Rồi, vậy vừa Thành đã phân tích cho chúng ta về cái nguyên nhân rồi. Bao nhiêu anh chị thấy được là mình cần phải thay đổi lối sống sau khi nghe Thành phân tích, nhấn chữ tôi được không? Ung thư thì mình không cần bàn quá nhiều. Được không ạ? Suốt ngày mình nói là có một cái phương pháp phẫu thuật mới, một loại thuốc mới, một con dao phẫu thuật mới, nhưng chưa ai nói với cộng đồng tại sao bị ung thư và làm thế nào để tránh khỏi ung thư. Thành muốn làm điều này. Được không? Thành muốn làm điều này, cả nhà hình dung điều này không? Chứ suốt ngày hội thảo con dao mới, phương pháp mới, mà tại sao mình không nói? Được không ạ? Thì ung thư nó giống như bệnh khác, có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Được không ạ? Giai đoạn 0 là chưa thấy gì. Được không? Mình chưa kiểm tra thấy gì hết ạ. Giai đoạn 1 là giai đoạn khởi phát, tế bào bắt đầu tăng sinh rồi. Giai đoạn 2 là giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn 3 là giai đoạn lan tràn, giai đoạn 4 là giai đoạn xâm lấn. Được không? Vậy giai đoạn 1 là bắt đầu phát triển ha. Giai đoạn 2 là phát triển nhanh hơn xíu, giai đoạn 3 là bắt đầu gì? Lan đi rồi. Và giai đoạn 4 là xâm lấn sang bộ phận khác rồi. Vậy giai đoạn 4 khó chữa chứ, giai đoạn 3 khó nữa, giai đoạn 2 dễ, giai đoạn 1 dễ nữa. Vậy tất cả là phát hiện sớm hay muộn. Đấy chưa cả nhà? Vậy thì chú ý nha. Giai đoạn 1 khởi phát là giai đoạn này là bắt đầu phát triển tế bào. Khi anh chị chưa phát hiện tế bào ung thư đâu có sao, nhưng anh chị phát hiện giai đoạn khởi phát bắt đầu phát triển nó rất là nhanh. Khi các tế bào nhớ này. Vậy chú ý này. Vậy nếu có một cái định nghĩa nào đơn giản nhất về ung thư, đó chính là do cái quá trình viêm và tổn thương lâu ngày không thể hồi phục. Có nghĩa là có rất là nhiều những cái lý giải về ung thư. Ví dụ anh chị bị đứt chân đứt tay là da chúng ta nó sẽ lành, da nó lành 10 lần nó lành rồi thì cơ thể mình nó sẽ lành rồi, nhưng mà nó lại đứt tiếp thì cơ thể nó sẽ phát hiện ra là gì ạ? Là tế bào thường để làm lành cái da này vẫn bị đứt, thì tao phải tạo ra một cái tế bào nào đó nó khác thường đi để tao đắp vào cái chỗ mà cái da tao nó bị thương. Đúng không ạ? Nên có thể thống kê lại tế bào ung thư là do quá trình gì ạ? Viêm rồi đứt, viêm rồi hỏng, viêm rồi viêm quá lâu ngày không thể phục hồi. Lên viêm dạ dày 1 2 ngày sau, nhưng mà suốt ngày viêm thì có thể đến ung thư. Được không ạ? Thì các tế bào này bắt đầu khởi phát này bắt đầu thường thường là bị chết hoặc là bị vô hiệu hóa bởi miễn dịch. Lúc này là miễn dịch chúng ta vẫn còn kiểm soát được trong giai đoạn 1 cả nhà nha. Giai đoạn 1 này. Giai đoạn 2 là miễn dịch ta kém rồi và nó tăng trưởng lên. Thì lúc này các chọn lọc cái dòng tế bào, đúng không ạ? Thì bắt đầu cái sự bất ổn về gen nó sẽ lớn, nó tăng trưởng lên và nó khu trú ở các mô nhỏ rồi. Đúng không ạ? Để nó tăng trưởng nhanh hơn. Và bắt đầu nó tăng trưởng nhanh rồi. Nó nhận thấy được cái sự bất ổn ở gen lớn rồi. Thì bắt đầu nó đến giai đoạn 3. Là nó gì? Nó lan tràn. Được không? Nó lan tràn đi. Thì bắt đầu lúc này là cái khối u là bành trướng ha. Nhưng mà bành trướng nó chưa có di chuyển ngay đâu, nó cần thời gian. Nó thậm chí là một vài năm nha, bắt đầu nó mới
nó thậm chí là nó di chuyển đến nhiều nơi rồi, cái tế bào cả nhà nhá, nó di chuyển đến nhiều nơi rồi nhưng mà nó chưa thành khối u ở chỗ khác luôn. Nó thậm chí từ 1 đến 3 năm, nó tùy theo cái chỗ và nó tùy theo cái lối sống của chúng ta. Và bắt đầu nó di căn rồi thì bắt đầu lúc này, à, giai đoạn 4 đó, à, giai đoạn 3 thì không có để ý đâu, tế bào nó di căn rồi, đến bắt đầu đến giai đoạn 4 rồi, thấy nó to, nó tăng mạnh, nó xâm chiếm và lúc này nó chiếm đến 75% thời gian của bệnh. Vậy giai đoạn 3 là 25% chưa biết, di căn cũng chưa biết, bắt đầu nó đến giai đoạn 4 mới to. Và lúc này nó cực kỳ khó điều trị, vì sao? Vì tế bào ung thư nó gì ạ? Nó ở khắp cơ thể của các bạn rồi. Nó khắp cơ thể bệnh nhân chúng ta rồi. Được không ạ? Lúc này chúng ta có thể phát hiện bằng CLS hoặc là LS. Chúng ta chỉ phát hiện khối u khi nó lớn hơn 1 cm. Mấy khối thôi, nó lớn hơn 1 cm. Còn khi mà nó, nên là nhiều người nè đi tầm soát suốt cũng chưa thấy tế bào, vì nó ẩn, thậm chí nó ẩn mình cả nhà nhé. Nhưng khi nó to rồi bắt đầu mới thấy. Và thường thường ung thư phổi sẽ di căn sang não, sang xương, sang gan, sang tuyến thượng thận. Ung thư tụy sẽ di căn sang gan và phổi. Ung thư da sẽ di căn sang não. Được không ạ? Thì một vài những anh chị gần nhau nha. Ví dụ anh chị nào mà ung thư gan mà nhìn đều sẽ di căn sang mắt. Được không? Anh chị nào mà ung thư phổi mà rượu nhiều nó di căn sang gan. Anh chị nào mà di căn thận mà ung thư thận mà ăn ăn nhậu tào lao nó di căn sang gì? Sang 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 gan, sang dạ dày và sang gì? Sang đại tràng. Được không ạ? Nên là mình phải xem cái ung thư đấy nó như thế nào. Vậy nói về dấu hiệu ung thư thì rất là đơn giản này cả nhà ha. Thì cả nhà có thấy là ví dụ ho có dài, ho kéo dài thì dễ ung thư phổi và phế quản ha, ho mãi không khỏi. Nếu mà xuất hiện tiết dịch bất thường ở phụ nữ, khí hư chẳng hạn này thì ung thư tử cung, được không ạ? Dễ chảy máu bất thường thì ung thư tử cung, ung thư buồng trứng. Đi ngoài ra máu hoặc là chất nhầy thì có thể ung thư đại trực tràng, được không ạ? Rồi chất dịch bất thường ở lũng vú thì dễ ung thư vú. Thay đổi thói quen đại tiểu tiện thì tôi kể là có thể là ung thư đại trực tràng hoặc là ung thư gì ạ, tiết liệu của tuyến sinh dục. Rối loạn tiêu hóa kéo dài, đau bụng, chất nhầy có thể ung thư đường tiêu hóa, dạ dày hoặc đại tràng. Đau đầu, ù tai một bên có thể là ung thư gì, ung thư vòm hoặc mũi ha, vòm họng. Nói khàn, nói khó có thể ung thư thanh quản, được không? Rồi có thể ung thư thực quản luôn. Rồi chúng ta loét lâu ngày khó liền, ung thư môi, ung thư lưỡi, hoặc ung thư dạ dày. Rồi thay đổi cái tính chất nốt ruồi ở cơ thể, ta thể ung thư máu, ung thư hắc tính, hắc tố ha. Rồi bất thường ở đâu đó, ung thư hạch, được không ạ? Vậy tự nhìn thấy chảy máu này, nổi mụn này, ho này, vết thương lâu liền này, tự nhiên giảm từ 3 đến 5 kg, không có rõ nguyên nhân, không trong chế độ healthy thì không bị đái tháo đường thì dễ ung thư lắm. Được không? Tự nhiên mệt mỏi bất thường, tự nhiên lỗi u lỗi cục lên thì anh chị hãy xem mình có thể đang bị nguy cơ ung thư. Được không? Rồi. Vậy cách tốt nhất trong bây giờ nếu mà anh chị ung thư thì anh chị đi tầm soát. Anh chị có thể là người ta tầm soát, người ta gọi là để lại dấu ấn, thì Thành có nhiều người hỏi Thành là có đúng 100% Thành nói là không. Không có cái tầm soát nào đúng 100%. Được không ạ? Vì nó phải lấy đúng vị trí, đúng số lượng, được không ạ, và đúng giai đoạn. Ví dụ như là người ta sẽ thấy cái dấu ấn nha, nếu người ta thấy cái CA153 là anh chị dễ ung thư vú này, được không? Nên là khi mà người ta tầm soát anh chị ấy nha, mà người ta thấy là CA153 là dễ ung thư vú. Ung thư phổi thì người ta thấy là CFA21 1 và LSE. Ung thư dạ dày người ta sẽ thấy được là CA xuất hiện C3724 ha. Ung thư đại trực tràng là CA199 và CA. Cái này thì nó liên quan đến chuyên khoa rồi. Ung thư tuyến liệt tuyến thì F và PSA và PSA. Ung thư tổ tử cung thì APF, AFP và HCG. Và ung thư tuyến tụy thì CA199 và CA. Có nghĩa là cái hiện cái chuẩn xác nhất trong giai đoạn này là anh chị đi tầm soát thôi để phát hiện dấu ấn này. Hoặc là phát hiện sớm á, được không ạ? Thì anh chị cũng có thể có điều kiện anh chị có thể đi phát hiện sớm, nhưng mà kinh nghiệm của Thành là phát hiện sớm được thì tốt, nhưng mà cái tốt hơn là phải phòng, đúng không? Phòng như Thành nói ha. Vậy chúng ta hãy xem một vài những cái xíu xíu trước nha. Một vài gương mặt Thành thống kê lâu lâu rồi ha. Ví dụ như là nghệ sĩ Hát Văn Tình này, đúng không ạ? 59 tuổi, ung thư phổi này, đúng không? Quỳnh này, đúng không ạ? Chúng ta có ca sĩ Minh Thuận, 47 tuổi, ung thư phổi ha, những người rất là trẻ nha. Đúng không ạ? Cả nhà có thể nhìn rồi. Rồi rồi chúng ta có thấy có thể là đây, à, một ông già ha, là gì ạ? Văn Hiệp, 72 tuổi,
là ung thư phổi ha, hút thuốc ha. Rồi ca sĩ Trần Lập là bức tường ở nhà rất là nổi tiếng với 42 tuổi thôi ung thư đại trực tràng. Với văn nghệ sĩ nha, ăn uống không có đúng giờ để hút thuốc linh tinh ở nhà, stress nhiều cả nhà nha. Rồi ta trẻ hơn chúng ta thấy là ca Thành rất là thích bài Đôi Mắt, ca sĩ Quan Bi Tuấn Anh, 26 tuổi thôi ung thư não. Đó, ung thư não rất là đáng tiếc cả nhà nha, mất gần chục năm rồi. Người mẫu Thiện Nhân, Duy Nhân, soi cả là Duy Nhân 29 tuổi ung thư máu. Được không cả nhà? Trong thời kỳ đỉnh cao người ta vẫn ra đi vì ung thư. Vậy giải pháp tốt nhất là gì? Thì đây là theo Tông Thân Xá Việt Nam, Thành không có lấy kiến thức của Thành nữa. Ngày phòng chống thế giới là ngày 4 tháng 2. Người ta đưa ra những lời khuyên gì? Thành ngày Thành khuyên lại chúng ta nha. Đầu tiên là ăn uống lành mạnh. Chế độ ăn uống cân bằng, được không? Đầy đủ dinh dưỡng. Bao nhiêu chị hiểu điều này, chị nhấn cho Thành chữ cân bằng. Đầy đủ đạm, đầy đủ chất béo, đầy đủ bột, đầy đủ vitamin, khoáng, đủ nước. Đúng không ạ? Một chế độ đầu tiên được ưu tiên là đầy cân bằng. Hai, giữ cân nặng bình thường. Được không? Không để dư cân, số 2. Tránh những bức xạ. Được không? Trong đó những cột sóng anten, điện thoại, tivi, ánh nắng mặt trời tối đa. Theo tiêu chuẩn của WHO thì cái lượng sóng bức xạ là không được quá 5 mSv trên năm. Có là những nơi ánh nắng quá cao. Nhà ra ngoài chúng ta bôi kem chống nắng ha. Tiếp theo là bỏ thuốc lá, rượu bia. Được không? Khám sức khỏe định kỳ. Được không ạ? Chúng ta bật máy hút mùi trong bếp, có nghĩa là gì? Hạn chế dầu mỡ, khói bụi trong nhà cả nhà nha. Người ta khuyên chúng ta là lên đi tắm nắng, lên đi tắm nắng trước 7 giờ và sau 5 giờ chiều. Không lên thức khuya. Được không ạ? Không lên thức khuya. Để một cái tâm trạng thật là tốt. Ok không cả nhà? Cả nhà cười cái coi. Được không ạ? Đời đâu đến nó vậy thôi. Ý Thành nói ở đây là như chị Châu, chị nói là người Việt Nam ác quá, không phải. Ta stress quá, ta áp lực quá. Thành trước đây cũng không có giường bỏ được khi ta đi ngủ đâu. Trước đây á, mình hay đem công việc đến giường. Bây giờ không có. Tập thể dục thể thao. Được không ạ? DOC khuyên chúng ta tập thể dục mà có 100.000 ngày. Mục tiêu của công ty là cho cả cộng đồng tập thể dục đó. Cả nhà có biết là mục tiêu của công ty lớn lắm không? Được không ạ? Tổng giám đốc và tập đoàn chi ra rất là nhiều để chúng ta khỏe mạnh không ạ? Lên là 10 thói quen lành mạnh phòng chống bệnh ung thư là ngày mùng 4 tháng 2. Được không ạ? 10 mùng 4 tháng 2 nha. Được không ạ? Thì đây là những cái nguyên tắc để chúng ta phòng tránh ung thư. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta bị ung thư rồi thì đầu tiên ha, đầu tiên chúng ta nên làm như thế nào đây? Được không ạ? Thì chúng ta ăn nhỏ bữa thì cả nhà nha. Đừng có quá kiêng khem nha. Đừng có quá kiêng khem. Những người ung thư Thành đã nói rồi, một vài người ung thư là kiêng quá, cái gì cũng kiêng. Và ăn nhiều quá cũng không có được. Đúng không ạ? Ta ăn đa dạng lên. Ta ăn đa dạng lên. Ưu tiên những đạm tốt, chất béo tốt, đúng không ạ? Chất bột tốt. Rồi ta uống đủ nước lên, ăn đủ chất xơ đi cả nhà nhé. Ngày từ 200 đến 300 gram rau. Đúng không ạ? Không để quá no, cũng không ăn quá đói với người bị ung thư. Hạn chế tối đa chiên xào rán, không dùng chất đơn vị. Đúng không ạ? Chúng ta loại bỏ đường ra khỏi chế độ của chúng ta. Tất cả liên quan đến đường, bánh kẹo, được không ạ? Nếu người ung thư, nước ngọt ta bỏ ha, không được ăn gì hết nha. Chúng ta bổ sung đường chậm ha, tinh bột chậm, gạo nứt nè, yến mạch nè, lúa mì này, ngô khoai sắn này, bánh mì đen này, mì tôm không ăn này, bún không ăn này, được không ạ? Với những người ung thư ta phải làm như vậy. Ok chưa cả nhà? Ta tăng các đạm lên, bỏ hạn chế những cái đạm từ thịt đỏ vì nó rất là nhiều sắt, đúng không ạ? Ta ăn có thể là từ gì, cá cũng được, thịt gà cũng được, đấy cả nhà, tôm, trứng, cá. Vậy là ta có thể bổ sung thêm cái sản phẩm đa mặt acid có rất là nhiều whey và acetamin thiết yếu. Ta có thể bổ sung từ táo nha, rồi ta bổ sung thêm chất béo tốt để cho miễn dịch và cơ thể ta chuyển hóa tốt hơn bằng omega 3. Chiên xào rán ta dùng dầu, dùng mỡ ha, còn dầu ta dùng dầu ô liu, đấy chưa nha, đủ vitamin và khoáng. Dùng chất béo tốt, được không ạ? Ô liu, dầu. Nó với người ung thư thì không có quá kiêng khem đâu, mà ta chỉ thay chế độ đó thôi, đừng có kiêng khem quá, được không ạ? Rồi một vài anh chị bỏ đói tế bào ung thư, nhớ này, anh chị ghi dùng tôi cái này, anh chị có bỏ đói tế bào ung thư kiểu gì thì nó vẫn sống. Cả nhà hiểu điều này, cả nhà chưa? Ok, nó sống một cách thần kỳ, nó không cần oxy nó còn sống cơ, được không ạ? Tế bào mình nó cần oxy, tế bào ung thư nó không cần oxy, anh chị nhịn bỏ đói kiểu gì?
Chỉ còn một cách là mình làm sao mình để cho tế bào mới nó phát triển tốt lên, và cái yếu tố ngoại lai để làm cho tế bào ung thư phát triển mạnh nó hạn chế đi, thì cơ thể mình có thể tấn công được nó, được không ạ? Còn trong vấn đề về sản phẩm thì đầu tiên Thành đã cho những cái sản phẩm, đầu tiên là nấm ngưu trương chi, bản thân Thành đang phòng hàng ngày, được không ạ? Với những người ung thư Thành có thể cho 3 viên trong tuần đầu tiên, nên 4, nên 6. Và một vài người ung thư Thành cho uống 9 viên đều đặn liên tiếp trong nửa năm luôn cả nhà, nếu đang có ung thư, được không ạ? Thì không có gì có thể vượt qua được nấm ngưu trương chi với vấn đề ung thư, được không ạ? Nó sẽ nâng cao sức đề kháng, tiêu diệt tế bào ung thư cực kỳ cao, trừ khi một vài yếu tố về máu hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu ta không cho dùng thôi, nếu chúng ta có ung thư, được không? Hai là ta uống keo xanh brazil, nó sẽ nâng cao miễn dịch cực kỳ tốt, nó sẽ khoanh lại tế bào ung thư rất là hay cả nhà nha. Rất nó sẽ làm giảm cái quá trình độc tố chúng ta đang xạ hóa trị, được không ạ? Ngày chúng ta có thể từ 20 đến 60 giọt keo xanh nếu ta bị ung thư. Chúng ta bổ sung cái đạm tốt là táo spirulina, được không ạ? Đủ đạm, đủ đường, đủ béo ha, mà rất là an toàn cho cơ thể của chúng ta. Ngoài ra để cho chúng ta phục hồi, để chúng ta tiêu hóa tốt, để cho chuyển hóa ok hơn, ta có thể dùng enzyme, được không ạ? Ngày gói thì đó, còn nếu có điều kiện thì ta phải dùng sữa đài mặt HT, được không ạ? Và chúng ta nhớ ta phải kèm theo phác đồ của bác sĩ nha. Chúng ta đừng có ngăn xã hóa trị hay không, thì ta phải xem cái sức khỏe của chúng ta và từng bệnh. Nên là nếu có một sản phẩm ung thư hiệu quả nhất thì Thành nói là nấm ngưu trương chi, được không ạ? Có mấy keo ung xanh. Tiêu hóa người ta kém nữa thì ta có thể cho cái men vi sinh, được không ạ? Rồi người ta ăn kém, người ta có thể cho ung đai mặt HT cũng được nè. Còn có điều kiện